không xinh đẹp có bán được hàng không? Theo bạn thế nào là xinh? Có phải cứ mũi cao, mắt to, da trắng là xinh không? Điều đó đúng nhưng mà chưa đủ đâu các bạn ạ. Khi bạn có kiến thức đúng, có tư duy đúng, có phương thức làm việc hiệu quả thì tự nhiên bạn sẽ toát ra một nguồn năng lượng ở tần số cao. Nó sẽ làm cho bạn trở nên tự tin hơn, cuốn hút hơn. Như em khuyên và nhiều chị em khác của Anbi, ban đầu xấu tệ nhưng nhờ Anbi chúng tôi đã có tất cả. Vậy làm thế nào để có kiến thức đúng, có tư duy đúng và có phương thức làm việc hiệu quả? Ebook cho em khuyên nếu chị em mong muốn có sự thay đổi nhé.